Ngày hôm nay cũng là ngày bình thường, sau ngày dài thì đầy mệt mỏi, trốn vào phòng ngả lưng trên giường, trốn nỗi buồn như một con lệch khỏi. Lúc bản thân tinh thần xuống dốc, đầu anh lại nghĩ về chuyện ngày mai, cứ mình mẹ không hề muốn khóc, nhưng sao nổi áp lực đầy vai. Em biết không, anh lại nhớ đứa tặng em cành hoa, chạy bong bong trên con đường dài của chi Sài Gòn để ta từng qua. Anh còn nhớ em thường hay nói em thích lãng mạn để có rừng hoa, nhưng thời gian cũng có giới hạn, từ người quen biết rồi cũng thành xa. Gặp nhau lần cuối không hề đau đúng, giữ chút tình không, thân nội lý trí thao túng, giữ chặt tay rồi hôn lần cuối, cảm giác khó tả, cơ thể cao hứng, buông thả nhau lý do không hợp, cái cớ đầy chà thì làm sao đúng. Anh đã thấy chúng ta thay đổi, sẽ hoàn thiện nhưng không kề nhau, cứ xem như phiên bản trải nghiệm, sống thật tốt từ nay về sau. Tiếc thay khi hình ảnh lúc trước anh khóa vào tủ, cất vào ngăn trong. Tương lai mỗi đứa một hướng thì đừng nói chuyện đầu bạc răng long. Quên một người thì anh làm được, nhưng liệu sau này thì lòng khó mở, sợ không hợp rồi chịu uất ức nằm gọn trong lòng đến mức khó thở. Là thân trai xương gió phủ kín, mình mẹ nói buông nhưng lòng không nỡ, cần có nhau là có tất cả, chỉ là lý thuyết đang nằm trong vở. Còn phần em thì chẳng sao đâu, hãy nhớ gương mặt phải luôn mỉm cười. Ta từng mơ về một bầy trẻ đi học vì cho ba mẹ để mời, nghĩ được cười mình hay mộng mị xây căn nhà nhỏ ở chốn đồi hoang, bỏ xã hội mình bỏ tất cả, mệt mỏi thì cũng có người ngồi than. Nhưng tiếc thay anh thích tự do, không phải là người em dựa bóng, đợi đừng sau em phải tự lo lên đến một mình như lòng tự sống. Tuổi ngây ngô chỉ vừa nắm tay thì mình đã tính về chuyện chân trời, đúng tình yêu làm ta suy diễn mọi thứ như là đứa trẻ vâng lời. Những lúc buồn, những lúc vui, những lúc ta làm nhau điên máu, cũng rồi thôi ngã vào lòng nhau, sáng mai thức dậy lại cài khuyên áo. Bấy nhiêu đó luôn là thống thức, nhưng mà chính thức kết thúc rồi em. Đám cưới nhau thì nhớ đến giường, nhưng với tư cách là kẻ ngồi xem. Tự nhiên trong lòng thốt nhớ, nhạc Thiên An càng viết càng hay, mong em gặp ai tốt xấu không dùng bạo lực đến từ bàn tay. Tự nhiên trong lòng thốt nhớ, nhạc Thiên An càng viết càng hay, mong em gặp ai tốt xấu không dùng bạo lực đến từ bàn tay. Tiếc thay khi hình ảnh lúc trước anh khóa vội tủ cất vào ngăn trong, tương lai mỗi đứa một hướng thì đừng nói chuyện độc bạc răng long. Tiếc thay khi hình ảnh lúc trước anh khóa vội tủ cất vào ngăn trong, tương lai mỗi đứa một hướng thì đừng nói chuyện độc bạc răng long.